Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút. Khi đó, chiếc xe ben loại 15 tấn chạy ngược chiều trong làn đường khẩn cấp theo hướng từ Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, đoạn gần tới nút giao Võ Chí Công thuộc địa bàn quận 9. Không những vậy, chiếc xe này còn chạy với tốc độ rất cao, bất chấp các xe khác đang chạy tới. Sáng nay ngày 19 tháng 3, lãnh đạo Công ty Cổ phần và Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam cho biết đã nắm được thông tin. Tuy nhiên, do vụ việc xảy ra ban đêm nên camera giám sát của đường cao tốc không thể xác minh rõ biển số của xe nói trên. Vì lãnh đạo này cho biết sẽ bàn giao vụ việc cho Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an truy tìm và xử lý.